Nui Gia Trang. Đúng gia tộc họ Lu. Dưới rừng con đảo, còn từ con đảo đến giờ tối lung linh luôn. Đây có hai em vịt rất là xinh xắn. Có vịt đâu? Thiên Nga. Thiên Nga. Chụp cá kìa. Ô cái chân đạp kìa. Ôi cận cảnh rồi. Ôi cái người. Cái chân hai cái chân như hai cái mái chèo. Cá là loại chim tăng. Ôi hai con vịt rồi. Này cá coi. Cá coi Nhật Bản. Nghỉ dưỡng đây thì tuyệt vời, trong lành. Hai cái chèo hay nhỉ. Xung quanh là hướng dương. Một cây. Okay.